Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì vâng, hôm nay mình giới thiệu các bạn đấy là một mẹo vặt làm nắp túi ni lông nha các bạn. Thì mình sẽ nói qua về cái cách làm nắp túi ni lông. Mình sẽ dùng những cái đầu nắp của chai nhựa này. Mình sẽ cho vào cái các đồ dùng ở trong nhà mình hay bỏ tủ lạnh này, hay là những cái đồ mà chúng ta bỏ vào túi ni lông này nhá. Thì lúc chúng ta lấy ra nó sẽ rất dễ dàng và không rất là nhanh và rất là tiện nhá. Thì vâng, mời các bạn cùng xem mình làm nhá. Thì đầu tiên mình sẽ phải cắt hết các cái nắp chai nhựa này ra. Thì mình sẽ lấy cái nắp, những cái nắp này. Thì cắt ra thì chúng ta lấy mình cái nút ở trên đầu này cũng được các bạn nhé, mà các bạn thích lấy sâu hơn cũng được nha. Thì mình lấy mình cái nút trên đầu này thôi. Ok, mình lấy, chúng ta cắt cái nút này nhá, lấy mình cái nút này thôi. Mình sẽ ghé gần đây cho các bạn xem. Mình sẽ lấy mình cái nút đầu chai này thôi nhá. Mình sẽ cắt những cái cắt cho nó bằng phẳng nha các bạn. Lát nữa chúng ta sẽ chua vào túi ni lông kia nó được không bị lệch nha các bạn. Cách mình muốn giới thiệu các bạn biết đến đây là cách bộ đồ trong túi ni lông từ lúc mình lấy ra nó cho nó tiện này nha các bạn. Đây, một mẹo vặt đơn giản mà mình làm tại nhà nhé. Thì đây, ok, mình đã cắt ba cái chai này ra lấy mình núm nha. Thì mình sẽ dẹp lại đây nha các bạn, để dẹp ra đằng sau này. Thì đây là một núm rồi. Bây giờ mình sẽ cắt núm tiếp theo nha. Các bạn đang xem video nhớ mình xin một like, subscribe nhé. Mình có động lực ra nhiều video hay hơn. Ok, đây là cái nắp chai thứ hai nha các bạn. Để tới cái nắp chai thứ ba này. Mình chỉ làm mẫu 3 nắp thôi nha các bạn. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong 3 cái nắp chai nha. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem lại gần này. Mình cho bạn xem gần nhá. Đây, đây là 3 cái nắp chai mình vừa cắt ra. Thì bây giờ mình sẽ dùng 3 cái túi ni lông này. Là trong đây là nhà mình đang đựng đồ này. Đây là mình đựng bột nghệ tinh, bột nghệ này, và đây là bột nghệ xay nha mình này, và đây là đường nha các bạn. Thì giờ bây giờ mình sẽ cho mình sẽ thử một cái nắp chai đầu tiên nha. Thì cho là chúng ta xoắn lại nha, cho thì các bạn để xoắn lại nhé, xoắn lại này, và chúng ta luồn qua nắp chai này đấy. Sau đây chúng ta sẽ xòe ra này. Vâng, và sau đấy chúng ta nắp lại nha. Vâng, như vậy là mình đã làm xong một chiếc nắp chai ở túi ni lông nha. Thì mình sẽ bỏ cái tiếp theo nha các bạn. Cái nút chai này có vẻ hơi bé, nhưng mà các bạn muốn chúng ta ấy nhanh, lấy được đồ nhanh hơn nữa thì chúng ta có thể cho vào cái nút chai to hơn nha, để cái cổ cuống, cái đường cái lỗ vào này nó sẽ to hơn.
thì chúng ta sẽ lấy ra dễ dàng nhé. Được, vậy là mình đã làm xong cái nút chai thứ hai này. Đấy, các bạn cứ cho vậy vào thôi. Bình thường thay vì chúng ta xoắn như thế này, lúc chúng ta mở ra thì chúng ta phải rất là khó cầm nha các bạn. Thì chúng ta có thể làm những cái nút chai này thật là hiệu quả và đơn giản tại nhà nhé, mà tận dụng từ chai nhựa nhé các bạn, không cần phải đi đâu xa hay phải đi mua tốn tiền gì cả nhé. Đấy, các bạn thấy ở đáy này thì chúng ta cho sâu cái này, xong rồi đến lúc chúng ta chỉ cần giống ra là ok nhá. Đấy, rất là tiện lợi. Ok, vâng, và như vậy thì mình đã làm xong nút chai ni lông nhé các bạn. Thật là đơn giản và hiệu quả. Thì các bạn có thể xem gần, thể xem gần hơn nhá. Đây, thật là hiệu quả phải không các bạn? Rất là tuyệt vời. Đấy, rất là dễ và đơn giản. Thì các bạn xem video ấy thì nhớ cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ nhá. Đây là làm mình giới thiệu các bạn biết đấy là nút chai ni lông nhá, thật đơn giản nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nhớ cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ nhá. Nếu thấy video hay của mình nhớ comment nhá. Cảm ơn các bạn.